Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chiều qua tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã diễn ra hội nghị triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Hiện nay kết quả thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại Hưng Yên chưa cao. Toàn tỉnh có 202 đơn vị kinh doanh xăng dầu với 847 cột bơm. Tính đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024 mới có 54 doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ gần 27%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện ngay yêu cầu này, yêu cầu các sở ban ngành các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát và có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu. Thực hiện kế hoạch công tác phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024. Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 được dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2024, tức từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Thời gian khai mạc liên hoan dự kiến vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 4. Liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động như hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh dày, lễ dâng hương, dâng bánh chưng, bánh dày tại đền Lạc Long Quân và đền Mẫu Âu Cơ. Bên cạnh đó, không gian trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực du lịch được tổ chức tại khuôn viên sân bảo tàng tỉnh, có thời gian mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày trong tất cả các ngày diễn ra liên hoan. Trái với tình trạng lợi dụng nhu cầu gửi xe của du khách đi lễ đầu năm, không ít điểm trông giữ xe tự phát thu phí với giá cao gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực tâm linh, thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều điểm trông giữ xe cấp phát nước uống miễn phí. Tại chùa Phúc Lâm, xã Phù Hùng, huyện Ân Thi, ngoài cửa lực lượng trông giữ xe không thu phí, nhà chùa còn cung cấp nước uống miễn phí phục vụ du khách. Cùng với địa điểm trên, mỗi ngày tại chùa Chuông, thành phố Hưng Yên có hàng trăm lượt gửi xe. Ngày cao điểm có tới hàng nghìn lượt xe được gửi tại chùa, tất cả đều không mất phí trông giữ. Việc làm ý nghĩa này đã được thực hiện từ 5 năm qua, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ chùa, tạo nên nét đẹp văn hóa chốn tâm linh và cũng là một cách để ngăn chặn tình trạng chặt chém tại các điểm trông giữ xe nơi đình chùa. Thưa quý vị và các bạn, hai lúa là biệt danh mà nhiều người dân thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đặt cho ông Nguyễn Văn Quang, người đã ứng dụng nhiều máy móc để canh tác khoảng 50 mẫu lúa. Những năm trước, vợ chồng ông Quang chỉ canh tác khoảng chục mẫu lúa của gia đình, nhận thấy phần lớn người dân tại địa phương có nghề chạm bạc nên không mặn mà với cây lúa, ông Quang đã tới từng nhà trao đổi để mượn ruộng canh tác. Để tích tụ ruộng đất liền thửa không manh mún, ông Quang đổi đất cho các hộ đang canh tác ra khu vực thuận lợi hơn. Đến nay, tổng diện tích canh tác của gia đình là khoảng 50 mẫu, chuyên canh các giống lúa nếp. Không chỉ vậy, ông Quang còn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất như máy cày, máy bay không người lái, lò sấy lúa, ứng dụng kỹ thuật canh tác khoa học, cơ giới hóa trong sản xuất. Mỗi vụ năng suất đạt từ 2,3 đến 2,5 tấn một mẫu, trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng. Chuyển sang các tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng Singapore UOB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2024 đạt 5,5% và đồng Việt Nam có khả năng phục hồi nhẹ. Nhận định về tổng quan kinh tế Việt Nam, ngân hàng này lý giải trong khi rủi ro từ các sự kiện xung đột bên ngoài tiếp tục đè nặng lên kinh tế toàn cầu, triển vọng của Việt Nam được củng cố nhờ sự phục hồi của ngành bán dẫn, tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc và khu vực, cũng như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng có lợi cho Việt Nam và Đông Nam Á. UOB duy trì dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6% cho năm 2024, nằm trong các mục tiêu chính thức là 6-6,5%. Trong quý 1 năm 2024, UOB dự báo tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,5% do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, dự đoán áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tăng, với dự báo CPI toàn phần sẽ tăng lên mức 3,8% vào năm 2024, từ mức 3,25% vào năm 2023. Ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà LHT, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
Bà T là người điều khiển xe ô tô xảy ra va chạm giao thông với xe máy trên đường Trần Cung vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở với nữ tài xế ô tô, bà T có nồng độ cồn là 0,573mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển xe máy không có nồng độ cồn. Không những thế, bà T mạo nhận là cháu lãnh đạo Bộ Công an. Với lỗi vi phạm trên, bà T phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng bằng lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng. Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Ăn theo các hình thức lừa đảo trực tuyến, trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện lời mời chào, hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều trường hợp người dân đã bị lừa lần một, sau đó lại tiếp tục bị lừa lần hai và nhiều lần khác bởi những hội nhóm mạo danh lực lượng an ninh mạng, các văn phòng luật và ngân hàng. Các hội nhóm với tên tiếp nhận thông tin thu hồi vốn treo, lấy lại tiền bị lừa qua mạng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, cùng với các trang web mang giao diện tương tự với đơn vị thuộc Bộ Công an, văn phòng luật sư. Khi người bị hại muốn lấy lại tiền đã mất, đối tượng yêu cầu gửi giấy tờ chứng minh bị lừa và đóng tiền phí ban đầu tra soát thông tin từ 3 đến 5 triệu đồng. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai thông qua bất kể hình thức nào. Việc lộ lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Liên minh châu Âu-EU đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Haiti do tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô nước này. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, Peter Stano, EU đang hết sức quan ngại về những diễn biến tại Haiti trong những ngày gần đây. Ông nêu rõ, để đối phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi, EU đã quyết định giảm các hoạt động trên thực địa và chuyển nhân viên của phái đoàn EU tại thủ đô Port-au-Prince đến một địa điểm an toàn hơn bên ngoài nước này. Những nhân viên thiết yếu vẫn tiếp tục làm việc nhưng không phải từ Haiti. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Jamaica để tham dự cuộc họp CARICOM, một liên minh các quốc gia Caribe để thảo luận về tình trạng bạo lực đang hoành hành tại Haiti. Ngày 11 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới gần 5.000 bác sĩ thực tập tham gia đình công không chấp hành yêu cầu trở lại bệnh viện làm việc của chính phủ. Đây là thủ tục đầu tiên trong quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sĩ. Theo đó, Bộ Y tế Hàn Quốc đang hoàn tất việc gửi thông báo tới số bác sĩ nói trên trong tuần trước. Khi nhận được thông báo, các bác sĩ sẽ phải gửi phản hồi, trình bày ý kiến của họ về các biện pháp phạt muộn nhất là ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Cho Kyo-hung cho biết chính phủ sẽ có các biện pháp giảm nhẹ đối với những bác sĩ trở lại làm việc trước khi các thủ tục hành chính đình chỉ giấy phép của họ hoàn tất. Bộ này cũng đã mở một đường dây nóng để tiếp nhận những người muốn trở lại làm việc. Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 nhằm phản đối quyết định của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y. Tới ngày 8 tháng 3 vừa qua, tổng cộng gần 12.000 bác sĩ thực tập và nội trú tại các bệnh viện, chiếm khoảng 93% số bác sĩ trong diện này đã bỏ nơi làm việc. Mưa lớn những ngày qua đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Mưa lớn xảy ra trước tiên tại thủ phủ Padang và sau đó là 8 khu vực khác, buộc hơn 70.000 người phải sơ tán. Người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia đã tới Padang để chỉ đạo các nỗ lực phối hợp cũng như phân phối quỹ cứu trợ khẩn cấp. 150 nhân viên cứu hộ đã được huy động, nhưng chiến dịch bị cản trở ở những khu vực xảy ra lở đất. Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, nước này đang trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa, nên lưu lượng nước tại các con sông thường lên cao, đặc biệt là tại các khu vực đảo Java và Sumatra. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, nước này đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa chế tạo ở trong nước có khả năng mang đa đầu đạn. Các nhà khoa học Ấn Độ đã tích hợp công nghệ đa đầu đạn phân hướng vào tên lửa Agni 5, giúp tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn để tấn công các mục tiêu khác nhau. Đáng chú ý, tên lửa có tầm bắn lên tới 5.000 km và là loại mới nhất trong dòng tên lửa Agni, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ tự phát triển. Theo Trung tâm Kiểm soát và Chống Phổ biến Vũ khí, hiện trên thế giới đã có 5 nước đưa vào sử dụng công nghệ tích hợp, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga. Ấn Độ hiện mới đang thử nghiệm tên lửa này, trong khi quốc gia láng giềng Pakistan đã tiến hành thử nghiệm từ năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.